trong cái bộ kinh Trường Bộ tập 1 á, nói về kinh Sa Môn Quả. Đức Phật đã nói: Này Đại Vương, giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu uế, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tùy theo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến, vì ấy biết thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ con cháu nuôi dưỡng, vô thường, bất biến hoại, phấn toái, đoạn tiệt, hoại diệt, trong thân này thức ta lại nương tựa vào sự trói buộc. Đó là khi mà chúng ta, cái tâm của chúng ta mà nó thuần tịnh, nó định tĩnh, nó thuần tịnh rồi, nó không còn cấu uế nữa, không còn phiền não, nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, nghĩa là bây giờ nhắc nó như thế nào nó làm theo như thế nấy đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhắc nó đến chánh trí, chánh kiến, thì nó nhìn thấy được cái thân nó như thế nào được rồi. Còn bây giờ chúng ta hiểu biết, nhưng sự thật ra cái chánh trí và chánh kiến chúng ta chưa có hướng đến được cái chánh trí chánh kiến đâu. Cho nên nhiều khi chúng ta hiểu là thân này là tứ đại do bốn đại hòa hợp, thì đó là chúng ta nhai lại cái đồn giải của kinh sách, nhai lại cái bả mía của cái người khác, chứ không phải chính chúng ta đã thấy thật là nó như vậy. Vì vậy chúng ta chưa có chánh trí mà chưa có chánh kiến, cho nên làm sao? Vì tâm của chúng ta như là một cái dòng nước đục, nó còn đang đục, nó nhiễm, nó chưa có trong sạch, thì do đó cái chánh trí và chánh kiến của chúng ta chưa có. Ở đây Phật nhắc cho chúng ta biết rằng khi mà tâm chúng ta phải định tĩnh, định tĩnh là như thế nào. Cho nên lúc bây giờ một người mà muốn tu tứ nhĩ ý túc là tâm phải định trên thân, thân phải định trên tâm. Tại sao là tâm phải định trên thân? Là tâm nó nương vào cái thân để mà nó ly tất cả các cái lậu hoặc. Cái tâm nó nương vào cái thân để ly tất cả các lậu hoặc, cho nên gọi là thân định trên tâm định trên thân. Nếu mà ngoài cái thân này thì cái tâm nó định tĩnh ở đâu mà nó ly được cái lậu hoặc? Nó phải ở trong cái thân này nó mới cứ ly được cái lậu hoặc, do cái chấp lầm chấp cái thân này là ngã. Vì vậy mà ai đụng đến nó thì nó dễ sanh ra lậu hoặc. Do đó ở trên cái thân này, cái tâm mà nó cố gắng nó định trên thân là nó định cái gì? Là nó định cái phiền não tham sân si nó không còn nữa, nó thanh tịnh thì nó là gọi là định trên thân. Bây giờ thì khi mà cái tâm nó định rồi, nó thanh tịnh rồi thì nó không có sanh ra phiền não nữa, nó không có sanh ra giận hờn phiền não, thì trong đầu nó không có niệm vọng tưởng. Một lát nữa thầy sẽ trả lời, có người hỏi con có vọng tưởng nhưng không biết làm sao nó vọng tưởng, nó từ đâu nó sanh và đoạn diệt nó như thế nào. Lát nữa thầy sẽ trả lời về những câu vấn đạo để biết là từ vọng tưởng ở đâu mà sanh ra. Ở đây thì chúng ta biết rất rõ, từ cái niệm trong tâm của chúng ta sanh ra thì do ác pháp và lòng ham muốn của chúng ta mà sanh ra những cái vọng tưởng. Vì vậy mà nếu mà chúng ta đã tu tập để ly tất cả những cái ác pháp và cái dục, cái lòng ham muốn của chúng ta, thì nó không còn sanh vọng tưởng nữa. Đó là một cái điều mà rất là cụ thể và rõ ràng, và cách thức và pháp hướng thì thầy đã dạy cách thức tu đó rồi. Cho nên tất cả những cái điều mà nó sanh ra trong tâm của chúng ta đều là do cái chỗ mà tham sân si, lòng ham muốn của chúng ta mà ra. Mà bây giờ nó định tĩnh tức là cái tâm của mình nó không còn tĩnh, đây là nó rất là yên lặng, định nó định lại trong cái sự yên lặng của nó không còn có thất kiến sử, không còn có ngũ triền cái nữa. Vì vậy mà bây giờ nó định tĩnh, mà nó còn thuần tĩnh nữa. Đức Phật nói giới tâm định tĩnh thuần tĩnh. Nếu mà tâm chúng ta chưa định tĩnh, chưa thuần tĩnh mà chúng ta tu tập thiền định thì chúng ta tu tập thiền định gì, nó đâu có được. Không cấu uế niệm, nghĩa là trước cái món ăn nó ngon mình cũng không thèm, trước cái sự cám dỗ của tất cả những vật chất nó cũng không ham. Đó là cái chỗ nó không có cấu nhiễm. Rồi bây giờ nó đã như vậy rồi, thuần tịnh rồi, định tĩnh rồi, thì nó sẽ không phiền não mà nó dễ dàng sử dụng, cái tâm dễ dàng sử dụng. Cho nên khi ở đây có một thầy, người ta tu, người ta xả cái tâm, mỗi cái tâm niệm khởi lên thì người ta xả nó, bây giờ nó ham muốn gì đó thì người ta xả, người ta nghĩ rằng cái đó là nó không có, nó là ác pháp, nó đem đến cho chúng ta khổ, hãy buông nó đi, đừng có nghĩ ngợi. Và cứ cố gắng, cứ họ tu như vậy, biết đến khi mà cái tâm nó xả hết, cuối cùng nó xả hết nó, bắt đầu nó
nó yên lặng, tự nó yên lặng à. Nó yên lặng rồi cái vị thầy đó mới bảo cái tâm đừng có nghe ngóng ra hoài, quay vô biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Lúc bây giờ luôn luôn chúng ta ngồi cả giờ đồng hồ mà vẫn biết hơi thở, không có một niệm vọng tưởng nào hết. Chứ không phải ngồi mà để hít thở hoặc là đếm mà hoặc là sổ tức hoặc là tùy tức hoặc là niệm Phật hoặc là các pháp khác mà ức chế tâm để đi vào cái chỗ mà không còn tưởng. Ở đây thầy đó chỉ xả tâm thôi, sống đúng độc cư à, sống cho đúng độc cư, nghĩa là không có đi ra khỏi cổng chùa, không nói chuyện với ai, sống một mình, sống trầm lặng một mình. Nó nhiều khi nó phá chúng ta, muốn đi chơi, muốn nói chuyện người này thì chúng ta ngăn chặn. Đây là những cái ác pháp làm chúng ta phá những cái hành tu của chúng ta. Cho nên người đó ngăn chặn mãi cho đến khi tâm sạch sạch thì nó có một cái nhu nhiếm dễ điều khiển nó lắm. Cho nên nhắc nó, cái tâm nó quay vô, nó quay vô, nó không cần nghe ra ngoài. Và nó lúc bây giờ nó cũng không có nghe như chúng ta. Còn chúng ta bây giờ nó vừa nghe trong mà vừa nghe ngoài. Bây giờ có khi nhiều khi chúng ta hít thở chúng ta biết mà vẫn nghe âm thanh chứ chưa phải vắng. Còn cái người đó cái tâm nó quay vô rồi nó không nghe. Nghĩa là âm thanh vẫn có nhưng mà vì nó đã quay vào trong, nó nghe hơi thở mà nó không cần nghe ra ngoài nữa, tức là tâm hết cũng dần. Vì vậy mà lúc bây giờ cái tâm nó dễ sử dụng. Dễ sử dụng thì tức là chúng ta hướng tâm đến chỗ nào là nó hết đến chỗ đó. Thì trải qua một cái quá trình đầu tiên đó, thì ở trong cái tứ niệm xứ nó có bốn cái giai đoạn tu tập. Ở trên tứ niệm xứ nó có bốn cái giai đoạn tu tập. Cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn ly dục ly ác pháp, mà thường thường Phật hay nhắc chúng ta là trên thân quán thân, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, rồi trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, rồi trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Rồi kế đó thì Đức Phật lại trên thọ quán thọ tu về hành tướng ngoại, thì đó là tu trong chánh niệm tỉnh thức hay là thân hành niệm. Còn hễ mà nhắc đến tu trên thân mà quán thân tu về hành tướng nội thì tức là hơi thở rồi. À, như vậy là Đức Phật đã dạy chúng ta cái giai đoạn đầu để mà ngăn chặn là từ cái chánh niệm tỉnh thức cho đến cái định niệm hơi thở, rồi đến cái mà để khắc phục tham ưu trên thân quán thân tức là tu cái định vô lậu. Tại sao biết nó là định vô lậu? Vì trên thân quán thân tu vì nhân tướng, cái tướng thân của chúng ta, trên cái thân này nè, xem xét lại cái thân này nè, tức là trên cái trụ xứ này là xem lại cái thân ở trên cái trụ xứ này, do đó chúng ta xem xét trên cái nhân tướng nó. Do đó chúng ta biết cái tướng của nó như thế nào, nó là do bốn đại nó hòa hợp, rồi nó sinh ra những cái chất bẩn thỉu, bất tịnh như thế nào thế nào. Từ ở ngoại thân, rồi từ nội thân, Đức Phật dạy quán thân trên ngoại thân, nội thân hoặc là nội ngoại thân, để chúng ta quán xét cái thân của chúng ta, nó bất tịnh như thế nào. Để rồi từ đó chúng ta không còn chấp cái thân nữa, tức là phá cái lậu hoặc của nó. Đó là cái giai đoạn 1. Còn cái giai đoạn 2 là chúng ta thực hiện ba cái định, đó là giai đoạn 2. Ba cái định là định giờ nào? Nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, đó là giai đoạn 2. Đến cái giai đoạn 3 đó thì Đức Phật dạy chúng ta thực hiện tứ nhị ý túc. Bốn cái ý muốn này là chúng ta thực hiện được ở cũng trên cái thân đó mà chúng ta tu tập tứ nhị ý túc, chứ không phải hoài cái thân đó mà tu tập cái khác được. Hay hoặc là nói là tứ nhị ý túc là tu hoài cái thân, không phải đâu, ở trên cái thân đó mà tu tập. Cho nên tứ niệm xứ rất là quan trọng cho cái con đường tu tập của chúng ta, từ khi cho đến khi cuối cùng là tam minh chúng ta cũng ở trên tứ niệm xứ mà tu tập. Cái giai đoạn thứ tư thì chúng ta tu là tam minh, hướng tâm đến tam minh, ba cái minh. Đó là bốn cái giai đoạn mà thực hiện. Mà nếu mà thiếu một cái giai đoạn nào thì coi như là cái người tu sĩ chưa hoàn thành được con đường tu tập của mình. Vậy thì ở đây khi mà cái tâm nó nhu nhiếm, nó dễ sử dụng rồi, chúng ta bảo sao nó nghe vậy đó, thì chúng ta mới thực hiện được cái tâm mình, cái tứ nhị ý túc. Còn cái tâm mà nó chưa có nhu nhiếm, chưa có dễ sử dụng thì khó mà có thể thực hiện được cái tâm, cái tứ nhị ý túc. Đây thì Đức Phật đã nói: giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, không phiền não, nhu nhiếm, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tùy theo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông, vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, đi qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi ở trên nước, không chìm, như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không, như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời,
những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Đây là một cái đoạn kinh rất ngắn để mà dạy chúng ta tu tứ như ý túc đây. Nghĩa là dục như ý túc, mình muốn như thế nào đó là mình muốn, mình làm được liền. Mà điều kiện bắt buộc là một cái gì mà muốn mà thực hiện được như vậy thì tâm phải định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, không phiền não, nhu nhiến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Đó là những cái danh từ để chỉ cho như vậy. Mà những danh từ mà chỉ như vậy là cái người đó phải thân định trên tâm, tâm định trên thân. Mà thân định trên tâm định trên thân, đó là một cái tên để chỉ cho tứ thiền. Cũng như người ta muốn nói tứ thiền mà người ta không dùng cái tên tứ thiền, người ta bảo tịnh chỉ hơi thở, thì chúng ta cũng biết đó là tứ thiền, một cái tên để chỉ cho tứ thiền. Đó. Thì như vậy chúng ta nghe cái tên mà tịnh chỉ hơi thở thì chúng ta biết tứ thiền. Mà nghe một cái tên tứ thiền thì chúng ta cũng biết đó là tứ thiền. Mà nghe một cái tên mà thân định trên tâm định trên thân thì chúng ta cũng biết tứ thiền. Mà nghe cái tên mà dài một cái để mà định ra một cái số ở trên cái trạng thái của tứ thiền đó là giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, không phiền não, nhu nhiến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Đó là một cái tên để chỉ cho tứ thiền. Nếu mà người nhập tứ thiền thì phải đạt được đó, mà người chưa nhập tứ thiền thì không bao giờ đạt những cái trạng thái như vậy.